Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 31 tháng 5, tổng kết của năm học trường Mầm non Hà Mặt Trời. Tôi rất vinh dự là bà nội của 5 cháu là học ở tại trường Mầm non Hà Mặt Trời ngày hôm nay. Hôm nay của các cô mời tôi đến dự lễ tổng kết năm học và cũng là ngày quốc tế ngày vui mùng 1 tháng 6 của các con. Và ngay bây giờ tôi xin tất mời tất cả mọi người chúng ta cùng vào dự ngày hội của các cháu ngày 1 tháng 6 và ngày tổng kết năm học 2024 bước sang năm học 2025. Vâng, xin tất cả mọi người cùng đi vào dự với chúng tôi ạ. Hello, xin mời các bạn cùng với cả thế hệ với cả Nam Ca vào trường Mầm non Hoa Mặt Trời. Hello.
walking down the street. We'll be right back.
quan năm sao